Hello Tùng, xin chào tất cả anh chị quay lại với kênh ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 3, chúng ta chỉ còn khoảng là 3 phiên nữa là kết thúc tháng 3 rồi anh chị. Đấy, 3 phiên nữa ha. Và ngày hôm nay thị trường nó lại tiếp tục có những cái biến động sau 2 giờ. Thì anh chị em theo dõi cho Tùng xin một cái like, một cái share và một cái comment tương tác phần bình luận ở bên dưới nhá. Nếu mà thấy hay thì mọi người tiếp tục thả tim bình luận. À, thả thật nhiều tin vào mọi người nhé. Ok, ngoài ra thì số điện thoại của Tùng ở trên màn hình 0902986119. Thì welcome tất cả anh chị. Nếu mà ai chưa có một cái người tư vấn đồng hành tốt theo sát chị trong thời gian đầu tư trên thị trường chứng khoán thì hãy về với đội của mình nhé. Hy vọng là giai đoạn tới sẽ tiếp tục hỗ trợ cho anh chị em kiếm tiền. Rồi thì chúng ta điểm qua thị trường một chút xíu trong phiên ngày hôm nay. Phiên sáng thì khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhưng mà phiên chiều thì đảo chiều mua ròng, thực ra là do quỹ Phu Bông họ tiếp tục mua vào phiên chiều vậy ha. Mặc dù là sáng nay thì thị trường tăng nhưng mà khối ngoại thì họ bán ra, chiều nay thì thị trường giảm nhưng mà khối ngoại thì mua vào. Khối ngoại bán ra lúc sáng thì mình không biết là ai, nhưng mà khối ngoại mua vào phiên chiều thì chính là Phu Bông Đài Loan, và họ đã mua liên tiếp từ ngày 15 tháng 3 đến nay ha. Dự kiến thì họ sẽ còn mua tiếp trong vòng nửa tháng nữa anh chị, cho đến khoảng đâu đó ngày 15 tháng 4 là hết tiền ha. Đến ngày hôm nay thì cũng gần được 2 tuần, hết tuần này là 2 tuần, thì có thể là họ sẽ mua hết tuần này là họ mua hết một nửa số tiền có thể mua ha. Mỗi ngày thì chỉ mua từ 1 đến 200 tỷ thôi, và đó là lực đỡ tương đối tốt cho thị trường trong những cái phiên ngày hôm nay. Ở chiều mua thì ngày hôm nay là khối ngoại mua đất Sun, Hòa Phát, Vinhome. Ở chiều bán thì bán nhiều cổ phiếu VP1, Masan, DigiWorld. Tối hôm qua trong livestream thì mình có cảnh báo anh chị rồi đúng không? Hôm qua mình có cảnh báo 3 cổ phiếu anh chị, một là VP1, hai là Nam Kim, ba là Hoa Sen đúng không? Anh chị có thể xem vào cái video cái livestream tối hôm qua lúc 10 giờ đêm hôm qua. Đó, mình có cảnh báo 3 cổ phiếu. Đầu tiên vô là mình nói về VP1 đầu tiên, sau đó là Nam Kim và Hoa Sen. Thì mọi người phải thận trọng. Riêng Nam Kim và Hoa Sen thì mình nói là vẫn có cơ hội đi lên, nhưng mà đâu đó 1 tới 2 tuần tới thì anh chị phải hết sức thận trọng đối với cái nhóm cổ phiếu Hoa Sen và Nam Kim đúng không? Ok, rồi bây giờ thì chúng ta thấy là ngày hôm nay phiên sáng thì tăng rất là sôi động, phiên chiều thì một số cổ phiếu giảm như là VBank, Novaland, SSI, VND, nhóm chứng khoán ha, nhóm ngân hàng STB, rồi bất động sản có Đức, Novaland. Ở chiều tăng thì có đất xanh, HQC, rồi SHB. Các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm thì hôm nay nhóm chứng khoán là giảm này, đó, nhóm thép cũng giảm này, rồi nhóm bất động sản hôm nay cũng có cổ phiếu giảm, có cổ phiếu tăng. Thì các cổ phiếu mà tác động lớn đến thị trường ngày hôm nay á, đó là Vietcombank, Techcombank và Gap. Ngoài ra có Thế giới di động, Masan, CTG. Ở chiều giảm hôm nay có Vinhome và VBank là 2 cổ phiếu giảm mạnh. Ngoài ra có Hòa Phát, HVN, Vinamilk ha. Chuyển động ngành thì chúng ta thấy hôm nay có ông chủ Vietcombank tăng cho nên và Techcombank tăng cho nên ngân hàng hôm nay kéo thị trường đi lên. Ngân hàng là kéo thị trường lên đến 1,5 điểm. Tiếp theo là nhóm dầu khí ha, có cổ phiếu gas đúng không? Thì hai cái nhóm này hôm nay ngân hàng và dầu khí đã kéo thị trường tăng đúng 2 điểm. Nếu mà không có hai nhóm ngành này thì hôm nay chắc là thị trường là đỏ lửa. Ngoài ra thì có nhóm bán lẻ, còn các nhóm như là nhóm chứng khoán thì hôm nay cũng chủ yếu tăng yếu, tại vì rất là nhiều cổ phiếu quay đầu giảm. Những cái nhóm mà giảm điểm mà nhiều ngày hôm nay đó là bất động sản, kim loại, du lịch, bia, điện, hóa chất ha. Hôm nay thanh khoản của thị trường lại tiếp tục và nhích cao hơn phiên ngày hôm qua một chút xíu. Chúng ta thấy là mỗi phiên thì thanh khoản lại cao hơn một chút xíu ha. 12.700 tỷ trên 3 sàn. Đấy. Về cái số lượng cổ phiếu tăng trong ngày hôm nay là 201, số lượng cổ phiếu giảm là 185. Thì nó vẫn cho thấy là thị trường tăng điểm mà nhờ số lượng cổ phiếu tăng nhiều hơn. VN30 thì hôm nay tăng đến 2,37 điểm ha. Rồi, đối với thế giới lúc này á, thì châu Á thì đang xanh, châu Á thì đang cơ bản là xanh.
tăng hơn 1%. Châu Âu thì đỏ và xanh rất là nhẹ ha, gần như là đang lưỡng lự. Về Mỹ thì cũng đang có một cái mức giảm nhẹ chỉ số tương lai. Giá dầu thì đang quay trở lại cái vùng 73 đô. Thì đối với VN anh chị, nếu mà nhìn vào cái vẽ theo một cái cân xu hướng thì ngày hôm nay chúng ta thấy là VN ngày hôm qua nó ở tiệm cận, nó tiệm cận rồi. Ngày hôm nay nó vượt, ngày hôm nay vượt ha. VN ngày hôm nay vượt cân. Và ngày hôm nay thì VN cũng đang cho cái dấu hiệu là vượt, xém tí nữa là vượt cái con dao găm. Thì con dao găm này chúng ta đo con số chính xác là 1053.98. Thì cuối phiên VN đóng cửa 1054.29, tức là chưa vượt ha. Hôm nay tính ra thì là chưa vượt. Nếu mà tính số tuyệt đối thì coi như là nó đang nằm ở ngay kháng cự. Tính số lẻ thì là nó chưa vượt. Rồi, tuy nhiên nếu mà gọi là cái đường cân này thì chúng ta đã vẽ ra và VN đã vượt qua cân ha. Soi Dow Jones một chút xíu, Dow Jones ngày hôm qua chúng ta. Tuy nhiên thì Dow Jones thì hôm trước thì chúng ta nói về câu chuyện là test về, sau đó thì tạo đáy xong thì có thể nó sẽ tăng lên đúng không? Thì Dow Jones lúc này nó đang có một cái kháng cự ở vùng 32.500 là kháng cự của những phiên trước thôi anh chị. Nhưng mà nếu mà lần này quay lên thì có thể là tối nay nó sẽ phá luôn. Và đặc biệt là chúng ta thấy cái đường Tây Cam này hết phiên ngày hôm qua là tối nay nó bắt đầu chìa xuống. Cho nên cái kháng cự này nó cũng không phải là cứng ha. Cho nên cái việc mà Dow Jones trong tối nay nó tăng cũng được, hoặc là thậm chí nó giảm, nó test lại đáy thì cũng bình thường ha anh chị. Nhưng mà vấn đề xu hướng của chúng ta là sắp tới là chúng ta sẽ chờ đợi, một là Dow Jones nó đi lên đến cái vùng cản dao găm phía trên này, hai là nó phải phá dao găm bên dưới này, thì lúc đó chúng ta mới biết được xu hướng sắp tới của Dow Jones là gì đó. Còn bây giờ thì sau khi nó tạo đáy, nó đi lên, nó test lại, nó đi lên lại, nó đánh swing, nó đánh swing giữa hai con dao găm là hoàn toàn bình thường. Và lúc đó chúng ta không biết xu hướng chính xác của Dow Jones là gì ha anh chị. Bây giờ nó gọi là đang đánh swing, dao động tích lũy trong hai con dao găm. Chừng nào mà nó vượt dao găm bên dưới này thì xấu, vượt dao găm ở trên này thì tốt. Đó, còn bây giờ thì trong cái vùng này chúng ta không cần quan tâm nhiều ha. Thì đối với VN thì hồi nãy chúng ta nói cái câu chuyện là hôm qua nó rất out, hôm nay gần như là nó cho một cái tín hiệu rất out đầu tiên. Nhưng mà ngày hôm qua thì mình đã cho anh chị những cái ví dụ rồi đúng không? Có những lúc chúng ta thấy rất out nhưng mà sau đó nó vẫn test lại đây. Nó đi rất là nhẹ nhàng ha. Anh chị thấy trong những giai đoạn đó có những cái cú đánh lên, sau đó thì thanh khoản nó cũng vẫn tăng anh chị. Nó vượt qua những cái cân này thì thanh khoản nó vẫn tăng, nhưng mà sau đó nó vẫn có những cái cú test lại. Đó, thì phiên ngày hôm nay chúng ta thấy có vẻ như là nó vượt qua được khỏi đường cân đúng không? Ngày mai nó test lại là bình thường. Sau đó thì ngày mốt nó lại ly lên, và thậm chí những cái thời điểm tuần sau nó test lại là bình thường. Nhưng mà đối với thị trường giai đoạn này nó khác giai đoạn năm này, là năm tháng 9 năm 2021 nó sẽ khác anh chị. Nếu mà ngày mai nó test về sau đó nó bật lên được thì nó sẽ tốt ha. Thị trường sau đó sẽ đi lên luôn. Nhưng nếu mà nó test về, nó bật lên, nó lại test thêm một lần nữa giống giai đoạn đó, thì cái cú test sau đó trong tuần sau, đầu tháng 4, thì mình đánh giá là một cái cú test mà mang đến rất nhiều rủi ro và có thể là gây nguy hiểm cho thị trường. Nó sẽ khó có cơ hội tăng như thế này. Cho nên cái việc mà test của thị trường nhịp này á, thì mình chỉ mong muốn là test một lần thôi anh chị. Có thể là phiên ngày mai. Đó, phiên ngày mai. Tại sao lại là phiên ngày mai? Thứ nhất ha, nó cho chúng ta thấy là nó tương đồng giống giai đoạn trước, đó là nó đã vượt qua cái cân. Nhưng mà cái sự vượt này nó không có bền vững, và khi mà nó gần quá nhiều đỉnh cũ thì nó có những cái cú là chốt lời trong ngắn hạn của nhà đầu tư, sau đó có thể là quay lại test đấy. Vì vậy ha, chúng ta phải quay lại cái giai đoạn hiện tại. Chúng ta cũng có những cái cú đi sát cân, sau đó thì khối lượng tăng dần. Đấy, nhưng mà nó đang tiệm cận những cái đỉnh cũ. Cái đỉnh cũ anh chị. Đó, thì cái việc mà tiệm cận đỉnh cũ này thì sẽ làm cho thị trường nó không có tăng lên hay lập tức được. Nó sẽ xảy ra cái hiện tượng chốt lời ha. Nó đi lên gần những cái đỉnh cũ, nó sẽ có hiện tượng chốt lời.
sau đó thì nó phải test lại, rồi những cái nhịp sau đó thì nó mới vượt qua được anh chị, mới vượt qua được. Đó thì đối với thị trường lúc này khả năng cao mình đánh giá là có thể nó sẽ như vậy nha anh chị. Cho nên cái việc có thể là thị trường nó sẽ không test nhé, nếu mà nó đi ngang thêm ngày mai, sau đó thứ tư nó tăng luôn, à ngày mai là thứ tư rồi, sorry anh chị, nếu nó đi ngang tiếp tục trong phiên ngày mai rồi thứ năm tăng luôn là cái chuyện hoàn toàn tốt tốt ha. Nhưng mà mọi người phải để ý, phải đề phòng một cái trường hợp là nó sẽ test về, nó sẽ test về 1040 một lần nữa, sau đó thì nó tăng đấy, thì anh chị phải đề phòng nhé. À, nếu mà nó ở đây nó tăng luôn thì ok, mà nếu nó test về xong nó mới tăng thì cũng vẫn ok thôi. Đó. Nhưng mà chúng ta phải thận trọng trong trường hợp nào, trong trường hợp là nó gãy qua 1040 thì cái mũi tên màu đỏ nó vẫn còn chờ chúng ta bên dưới này nhé. Rồi cho nên đối với cái trường hợp mà phiên ngày mai là một phiên mà mình đánh giá là nó sẽ có nguy cơ là test, và nó cũng là một cái phiên quan trọng. Chúng ta đã nói tuần này là tuần quan trọng đúng không anh chị, tuần này là tuần quan trọng và phiên ngày mai là một phiên rất quan trọng trong tuần này, gần như là một phiên quan trọng nhất. Và phiên ngày mai cái cứ điểm 1040 không được phá vỡ trong ngày mai, nếu mà phá vỡ là chúng ta sẽ gặp cái rủi ro rất lớn, rất lớn. Đấy, trường hợp mà không phá vỡ thì ok, thì đối với mình á, mình đánh giá là có khả năng là trong ngày mai nó sẽ không phá vỡ. Thị trường nếu mà nó sai anh chị thì gần như là nó cũng sẽ có những cái cú kéo lên, sau đó thì nó mới quay lại nó chỉnh xong ha. Còn nếu mà ngày mai mà phá vỡ luôn cái mốc 1040 thì chắc là anh chị nên chuẩn bị sẵn sàng, có thể là trong những phiên sắp tới chúng ta phải bán để thoát ra khỏi thị trường ha. Nhưng mà khi mà thị trường nó rơi vào những cái cửa hiểm này, trong phiên thứ hai tuần trước thì thứ ba tuần trước nó cứu, đáng lẽ là chết rồi anh chị, nhưng mà nó cứu thì chẳng lẽ bây giờ cứu đến bây giờ lên đến đây nó lại xả thì nó không đúng. Thì nếu mà trường hợp xấu nhất là nhà lái, nhà cái, đội lái họ vẫn muốn đạt thì thứ nhất là thế giới nó phải có một cái tin gì đó rất là xấu chị, phải có lý do. Cái thứ hai là họ sẽ dụ lên tạo ra những cái cú xác nhận rút out lên, thanh khoản đu vào, sau đó thì họ mới quay đầu họ đạp, thì lúc đó thì còn hợp lý đúng không? Đó là cái thuyết âm mưu. Nhưng mà dù sao chúng ta nói âm mưu này âm mưu nọ thì chúng ta cứ phận thuận theo thị trường thôi chị. Nếu mà thị trường sai thì chúng ta phải chạy, thị trường không sai thì chúng ta vẫn phải tham gia ha. Đó là cái vấn đề của chúng ta lúc này nhá. Rồi. Cho nên cái phiên mà mình nói là phiên quan trọng nhất đó là phiên ngày mai, và chúng ta đã nói rồi cái thời điểm tham minh đảo chiều trong cái video chiều hôm qua mình nói tham minh đảo chiều có thể là rơi vào ngày 30/3 luôn. Cái tham minh không phải đảo chiều mà là xác nhận xu hướng, nó sẽ rơi vào ngày 30/3, tức là rơi vào ngày thứ năm ha. Sớm thì ngày mai, nhưng mà với tình hình này thì có thể là ngày trưa, mà thậm chí là có thể ngày mai nó còn test cơ, nó test về vùng 40-45 cơ. Đó, test ít thì về 45, test nhiều thì về 50. Đó, nhưng mà đến ngày thứ năm mà nó quay trở lại vượt qua 1054 một lần nữa, đó là một cái phiên tuyệt vời đẹp. Đó, cho nên cái tham minh thì mình sẽ đánh giá nó sẽ rơi vào 30/3, tức là rơi vào thứ năm tuần này, nó sẽ phải quay trở lên, một là vượt qua 1054, hai là sẽ phá vỡ dưới 1040. Thì lúc đó chúng ta sẽ chờ đợi xem thị trường nó chọn hướng đi nào anh chị. Nếu nó tiếp tục đi lên chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng ha. Nếu nó chọn hướng đi xuống thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta lại có một vài cổ phiếu tham gia, nhưng mà cũng vẫn tham gia tỷ trọng 30%, và đặc biệt là đều là những cổ phiếu còn lên, đúng không? Mình đã cảnh báo chị là đừng có tham gia đối với những cổ phiếu mà tăng nóng, ví dụ như chứng khoán, tại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nó điều chỉnh. Những cổ phiếu tham gia ngày hôm nay thì đều tham gia nền, có một cái giá mùa nền tương đối an toàn. Thì trong trường hợp mà thị trường gãy thế này thì nó gãy nền thì chúng ta thoát ở ngoài 30%, so với cái mức mà gãy nền thì đâu đó là thua lỗ 300
3% mà của 30% thì nó 0.9% của tổng dân, nó chưa đến 1%, nên không đáng kể ha. Thì mọi người đừng quá lo lắng đối với thị trường lúc này đó. Mình thì vẫn đánh giá là nếu mà để gọi là dụ nhà đầu tư vào trồng á, để phát được hàng thì họ sẽ phải kéo lên sau đó thì mới vòng xuống. Nó có những cái giai đoạn mà chúng ta thấy giai đoạn tháng 4 đây đúng không? Đấy, nó cũng đi lên. Những cái cú này thanh khoản cũng cao nên chị, sau đó thì nó test lại một nhịp. Nó đi lên sau đó test lại nhịp rồi nó mới lên lại lần nữa. Thì những cái cú này nè. Thì nếu mà úp thì thường là kéo lên rồi. Tối hôm qua mình nói rất kỹ về hai cái trường hợp này rồi đúng không? Trường hợp tháng 4 năm 2022 và trường hợp tháng 9 năm 2021 kéo lên sau đó thì test về một lần nữa, thậm chí giai đoạn đó nó còn test về 2 lần. Thì bây giờ thì mình sẽ lý giải cho mọi người tại sao thị trường chúng ta nếu mà test thì chỉ được test trong phiên ngày mai, còn nếu mà sau phiên ngày mai mà vòng lên rồi tuần sau mà lại quay lại test một lần nữa thì nó rất là nguy hiểm anh chị, nó rất là nguy hiểm luôn. Tại sao? Tại vì từ giờ cho đến 1, 2, 3, 3 phiên nữa thì thị trường nó vẫn đang ở cái vùng mây, eo mây này. Đấy, chúng ta thấy mây mây phẳng, mây thẳng. Mây thẳng này mỏng nhưng mà nếu mà từ dưới mà chúng ta đâm lên thì giống như mọi người đứng đứng thẳng lên, đầu trúng cái trần nhà thì rất là đau đúng không? Cho nên để mà chúng ta đâm thẳng lên thì khó vượt. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta đâm xuyên qua cái eo thì nó dễ vượt đó. Nhưng mà sau 3 phiên nữa, tức là hết tuần này mà không vượt được thì đến tuần sau nó lại nằm ở dưới cái trần nhà, nằm dưới cái trần nhà thì lúc đó nguy cơ rơi, nó lại có nguy cơ rơi đấy. Vì vậy cho nên anh chị chú ý, nếu nó mà bắt trước cái giai đoạn tháng 9 năm 2021 test một lần đi lên lại, sau đó nó quay lại một lần nữa thì lúc đó chúng ta phải bỏ chạy. Thì cái đó thì đợi cuối tuần này mình sẽ nhắc lại cho anh chị, nếu mà thị trường nó đi lên và nó vòng xuống lại như vậy ha. Cái trường hợp này chúng ta có thể gọi là trường hợp tương tự giai đoạn tháng 4 này thôi, đi lên và vòng xuống lại là chết ha. Test một lần ok, nhưng mà quay lại test lần thứ hai là chết đấy. Nhưng mà giai đoạn này thì nếu mà test một lần đi lên là lúc đó sẽ ok ha. Rồi, đó là kịch bản thị trường nhé. Cho nên lúc này anh chị hãy hết sức là theo dõi thị trường. Chúng ta chưa cần mua vội, nếu mà anh chị nào vẫn đang cầm tiền hoặc là mua 30% thì cứ bình tĩnh, cứ từ từ theo mình. Anh chị nào đã mua rồi thì qua phiên ngày hôm nay cũng đừng có sợ. Tại vì chúng ta chỉ mới mua có 30% thôi. Những người ngoài kia họ mua đến 100%, thậm chí là full margin thì người ta không sợ, thì chúng ta có 30% và chúng tương đối an toàn. Mình không phải so sánh mình với họ, nhưng mà chúng ta đang có một cái cách đi vốn rất là cẩn trọng và an toàn, có 30% thôi. Thì 30% nếu mà thua lỗ thì chỉ thua khoảng 3% trên cái số 30% đó, nó chưa đến 1% tổng danh mục. Chúng ta không phải sợ chị nhé. Đó, sai thì chịu chấp nhận cắt, nhưng mà nếu mà đúng thì có thể đem lại cho chúng ta một khoản lợi nhuận lớn sắp tới. Cho nên chúng ta phải tham gia chứ, chứ chẳng lẽ mọi người lại chờ đến khi mà nó lên cái vùng đỉnh mới chúng ta mới tham gia, hoặc là chờ những cái phiên xác nhận gì đó rồi lỡ nó úp bô mà chúng ta đua vào những phiên xác nhận đó thì cũng là dở. Cho nên cái lượng hàng mà đang có sẵn trong tài khoản phải thủ hàng trước là vì vậy ha. Ok, thì nếu mà phiên ngày mai test thì bình thường anh chị đừng có lo nhé, mà chỉ cần nó không gãy dưới 1040 là ok, cần phải lo. Nhưng chỉ cần thứ năm quay trở lại và một lần nữa vượt qua 1054, đó là một cái thời điểm đẹp, chỉ có thể gia tăng hàng. Rồi, ngày hôm nay thì thị trường nó có một cái nến doji, cho nên ngày mai thì mình không test, không biết là nó có test hay không. Thì cách đây 2 phiên thì sau khi thị trường đi lên thì nó cũng có một cái nến doji lưỡng lự ha. Rồi phiên ngày hôm qua tăng tốt, ngày hôm nay lại có một doji thôi. Cho nên nếu mà ngày mai test về 1040 sau đó rút chân lên giống cây nến ngày hôm qua thì cũng hoàn toàn bình thường. Đó. Rồi, cây nến doji này thì nó cho chúng ta thấy là trạng thái lưỡng lự thôi, chứ nó không có gì xấu trong phiên ngày hôm nay. Nhiều người hỏi mình là có xấu hay không với một cái thanh khoản cao, thì mình nói là không có gì xấu, chẳng qua là cái hiện tượng chốt lời của nhà đầu tư thôi. Khi mà đi lên đến những cái vùng đỉnh
chốt lời ngắn hạn, đó là những nhà đầu tư T cộng ha. Thậm chí ngày hôm nay thì mình cũng nói anh chị là cái nhóm chứng khoán chúng ta có thể chốt lời mà, đó, chúng ta chốt lời rồi chờ điều chỉnh mua lại mà. Cho nên cái việc chốt lời ngày hôm nay diễn ra là chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng như là ngày hôm qua thì mình nói anh chị là phải thoát cổ phiếu VP1 đúng không? Thì không mua thì thôi, không bán thì thôi, nhưng mà không được mua. Đó thì rõ ràng hôm nay VP1 nó chỉnh sâu và cuối phiên nó rút chân. Đấy, nhưng mà đã cho thấy những cái tín hiệu bắt đầu rủi ro rồi. Hoặc là những cổ phiếu như Nam Kim, Hoa Sen là ha, nó vẫn còn đó. À, nhưng mà những cổ phiếu này ngày hôm nay điều chỉnh thì cũng rất là bình thường, cũng có gì gọi là xấu cả. Chưa có gì gọi là xấu, kể cả thị trường chung chúng ta cũng chưa có gì xấu. Ok, thì lúc này thì anh chị cố gắng kiên nhẫn chờ đợi thêm ha. À, có những cái điểm gì cần phải nói thì mình update lại cho anh chị sớm nhất có thể. Lúc này thì mọi người cứ yên tâm. Thị trường thì nó vẫn đang trong một cái biên độ rất hẹp và đang cho thấy một cái sự chằng co. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một cái hiện tượng đơn giản là chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư thôi, hay máu nhà đầu tư thôi. Còn nếu mà gọi là liệu rằng có úp bôi không thì mình đánh giá đến thời điểm này chưa có gì gọi là úp đâu. Nếu mà úp thì nó phải kéo lên một nhịp nữa. Đó. Có thể là kéo lên để lên đến những cái vùng đỉnh cũ trên này, gần gần cái đỉnh cũ, có thể là chưa lên tới đỉnh cũ này đâu, 1085 ha. À, nó lên đến gần đó, sau đó thì nó mới vòng lại nó úp thì cũng ok thôi. Đó, chứ còn bây giờ thì gần như là chẳng có vấn đề gì mà sợ úp trong lúc này. Tuy nhiên nếu mà lỡ mà nhà cái họ hứng lên họ úp thật thì sao? Úp thật thì cứ gãy dưới 1040 chúng ta sẽ tính đến cái chuyện bán sau. Còn bây giờ thì tất cả mọi khung đồ thị nó đều cho thấy một cái sự là tạm thời an toàn. Đặc biệt là trong phiên ngày mai thì cũng chưa có vấn đề gì. Sợ là mình sợ phiên thứ năm thôi. Cho nên mình mới nói phiên thứ năm là phiên mà nó sẽ xác nhận xu hướng. Phiên ngày mai là một phiên rất quan trọng. Đó, để nó cho chúng ta thấy là liệu rằng test 1040 có thành công hay không. Đó, rồi phiên thứ năm sẽ là phiên xác nhận xu hướng. À, một là rơi xuống, vòng lên. Và lúc này thì thị trường nó vẫn chưa có vấn đề gì cho nên cơ hội đi lên của nó vẫn đang rất là rõ ràng. Thì chúng ta cứ chờ khi mà vòng lên trở lại một lần nữa, lúc đó chúng ta sẽ mua. Phiên ngày mai anh chị hãy chuẩn bị tâm lý cho mình. Đó là có thể là thị trường nó sẽ test lại cái vùng 1040 cho đến 1045 một lần nữa nhé. Và sau đó có thể là từ thứ năm trở đi nó sẽ lên. Ok, đối với anh chị mà tham gia phái sinh á, thì mọi người chú ý là nếu mà ngày mai mở cửa sáng mai mà đạp rơi sâu về chiếu phái sinh thì coi. Đây là phái sinh. Nếu mà phiên ngày mai mà đạp rơi sâu về được cái vùng mà cái vùng 45-40 vùng 40 cho đến 45 thì đó là cái vùng mà chúng ta có thể căn long được. Mở cửa đầu sáng mai chúng ta có thể long 45, sau đó chốt lời rồi căn. Nếu mà phiên chiều mà lỡ mà đạp sâu hơn đó, thì có thể là nó sẽ rơi thêm về cái vùng 40, lúc đó chúng ta sẽ tính cái điểm long sau. Nhưng mà ít ra trước mắt phiên sáng thì chúng ta có thể là căn từ 45 đến 40 chúng ta long trước nha, chiều chúng ta tính sau. Đối với VNI á thì mọi người thấy đây là một cái khung nhỏ của VNI, chỉ ra cho anh chị luôn. Lúc này chúng ta đang ở con dao găm này, nhưng mà hôm nay thì vượt được dao găm, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai dao găm nó gãy đi, cho nên chúng ta cũng không loại trừ khả năng là nó sẽ test lại. Vì vậy cho nên mình mới nói anh chị là có thể ngày mai nó sẽ test lại cái vùng 40 cho đến 45 đó. Có khả năng nó vẫn về được 40 ha. Vì vậy cho nên anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nếu nó về đây, nếu nào mua được thì chúng ta sẽ mua ở đây. Đó, đặc biệt là nhóm chứng khoán, mình đang chờ đợi nếu mà nhóm chứng khoán nó chỉnh về cái vùng này cùng với thị trường thì đó là thời điểm mà chúng ta mua vào. Đó là cái lý do mà mình nói là có thể là điều chỉnh nhá, sẽ điều chỉnh. Nhưng mà chưa chắc là nó lại về sâu đến đây đâu, thì chúng ta cứ theo dõi phiên này ha. Ok, thì mình đã trao đổi với anh chị khá là kỹ về kể cả phái sinh và cơ sở rồi, cách đi đứng trong ngày mai. Thì anh chị thấy hay thì nhớ like và share và nhớ comment, bình luận tim, mình thích cái tim, mọi người bình luận cái tim thật nhiều nhé.
Ngoài ra thì anh chị mà thấy hay thì nhớ liên lạc với Tùng theo số điện thoại 0902 986 119. Tùng sẽ chờ đồng hành chị trong giai đoạn tới. Và quan trọng nhất là nếu chúng ta không biết mua cổ phiếu gì thì giai đoạn tới thị trường đi lên chúng ta sẽ có mua. Hãy về với đội của Tùng để nắm bắt cơ hội này. Trường hợp ngược lại, nếu mà lỡ thị trường nó theo chiều hướng xấu anh chị, thì mình sẽ cảnh báo cho anh chị thoát ra thị trường kịp lúc, kịp giờ ha. Ta sẽ không có bị kẹp hàng giống như năm 2022. Hãy đừng có để quá khứ lặp lại. Đã có bài học kinh nghiệm, chúng ta sẽ thoát ra ngay lập tức nếu thị trường xấu. Và mình sẽ chị em những điều đó ha. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Team kế tiếp nha. Bye cả nhà.